Bão Boris tồi tệ vượt xa dự báo. Người dân ở vùng Emilia-Romagna, miền Bắc Italy, đang phải sơ tán khỏi nhà cửa khi cơn bão Boris tràn vào nước này. Tình hình vượt xa những dự báo tồi tệ nhất. Kể từ tuần trước, bão Boris đã giết chết ít nhất 24 người ở miền Trung và miền Đông châu Âu, gây ra lũ lụt và lở đất nghiêm trọng. Trận mưa như chút nước đã đổ xuống Emilia-Romagna vào chiều tối ngày 18 tháng 9 và tình hình trở nên tồi tệ hơn khi màn đêm buông xuống, The Guardian đưa tin. Zedeldadi, thị trường của Modigliana, thị trấn thuộc tỉnh Forlì-Cesena, nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận lũ lụt tàn khốc trong khu vực vào tháng 5 năm 2023, cho biết dòng sông đã bùng nổ. Tình hình hiện tại rất nghiêm trọng, tệ hơn cả năm 2023, ông nói với Sky TG24. Nước dâng cao ở hạ lưu gây ra lũ lụt ở làng Mazzeno tại Prisichella. Một dòng nước lớn và đột ngột đang ập đến từ Modigliana đi qua làng Mazzeno, và thị chính Prisichella cho biết trên trang mạng xã hội chính thức, kêu gọi người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng sơ tán khỏi nhà. Những người phải di rời sẽ được bố trí ở tại một trường học, bài đăng cho biết thêm. Luca della Godenza, thị trưởng Castel Bolognese, cho biết tình hình vượt xa những dự báo tồi tệ nhất. Tình hình đang trở nên tồi tệ hơn nhanh chóng, ông viết trên Facebook. Mực nước sông liên tục được theo dõi và đã đạt tới 6,19m ở Tebano. Đội cứu hỏa cùng cảnh sát địa phương đã được huy động và sẽ dùng loa phóng thanh để cảnh báo người dân về tình hình nghiêm trọng mà chúng ta đang trải qua. Vị thị trưởng kêu gọi người dân trong khu vực di chuyển lên tầng cao hơn trong nhà mình. Mực nước sông Savena ở Bologna cũng đang dâng nhanh và thị chính cảnh báo vào đêm ngày 18 tháng 9. Các quan chức đã ra lệnh sơ tán những ngôi nhà ở tầng trệt và tầng hầm tại các khu vực bị ảnh hưởng. Một số tuyến đường cũng bị chặn do lở đất. Cảnh báo thời tiết khắc nghiệt được đưa ra tại Emilia-Romagna và vùng lân cận Marche trong 24 đến 36 giờ tới. Các trường học đóng cửa và mọi người được khuyến cáo tránh đi lại và nếu có thể hãy làm việc tại nhà. Trận lũ lụt ở Emilia-Romagna vào tháng 5 năm 2023 đã cướp đi sinh mạng của 17 người và gây thiệt hại trị giá 8,5 tỷ euro. Từ tuần trước, bão Boris đã gây ra lũ lụt trên diện rộng và mưa như chút nước ở Czech, Romania, Ba Lan và Áo. Các nhà khoa học cho biết lượng mưa cực lớn, lũ lụt ngày càng phổ biến và nghiêm trọng hơn do biến đổi khí hậu bởi con người gây ra. Ủy viên quản lý khủng hoảng của EU, Janet Lenai, cho biết hôm ngày 18 tháng 9 rằng lũ lụt ở Trung Âu và các vụ cháy rừng chết người ở Bồ Đào Nha là bằng chứng chung của cuộc khủng hoảng khí hậu. Đừng nhầm lẫn, thảm kịch này không phải là điều bất thường. Nó đang nhanh chóng trở thành chuẩn mực cho tương lai chung của chúng ta. Châu Âu là lục địa nóng lên nhanh nhất trên toàn cầu và đặc biệt dễ bị tổn thương trước các sự kiện thời tiết khắc nghiệt, Lenai nói.